Đây là một chiếc laptop nằm trong tầm giá 25 triệu đồng với những trang bị và cấu hình cực kỳ phù hợp cho các anh em kỹ thuật, coder IT, công nghệ thông tin. Và đây là chiếc Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 anh em ạ. Đang được bán tại cửa hàng laptop với mức giá 24.990.000. Đường link sản phẩm mình để bên dưới mô tả video. Và trong clip này mình sẽ cùng đi trải nghiệm qua một chút về chiếc laptop này và đánh giá xem là em nó đáng mua ở đâu anh em nhé. Còn bây giờ thì tất nhiên rồi, bắt đầu thôi. Một chiếc laptop cho kỹ thuật, coder IT, công nghệ thông tin, chúng ta cần tới cái gì? Một cái thiết kế phải thực sự là bền, rất bền. Thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc máy với vỏ hợp kim magie anh em nhé. Ở bên dưới đáy của máy họ có dán luôn cái mark là MG, ThinkPad T14 Gen 3. Vỏ hợp kim magie sẽ có những ưu điểm gì? Thứ nhất, nó cứng, nó bền và sờ lên nó rất thích tay anh em ạ. Cái cảm giác sờ lên cái vật liệu nó hơi nhám nhám, mịn mịn một chút như thế này. Cộng với đó là nó rất là bám tay, không dễ bị trơn trượt một chút nào cả. Cho nên là cho mình một cảm giác nó rất là chắc chắn. Cái thứ hai nữa đó chính là hợp kim magie cho chúng ta trọng lượng của máy rất là tối ưu. Cụ thể như là với chiếc laptop này, kích thước 14 inch, nhưng mà trọng lượng của nó sẽ chỉ có 1,21kg mà thôi. 1,2, sấp xỉ 1,2kg. Phải nói thật là 14 inch như thế là rất nhẹ rồi, đúng là anh em. Đó là cái ưu điểm của vỏ hợp kim magie. Về thiết kế mình nghĩ là mình không cần nói nhiều về ThinkPad ở đâu anh em nhé. Họ vẫn cho ta một thiết kế y hệt như trước mà thôi. Cái điểm ấn tượng ở đây tiếp theo đó chính là về cái phần màn hình. Một chiếc màn hình trang bị trên chiếc laptop này cực kỳ phù hợp cho các anh em coder IT. Lý do vì sao? Nó cho chúng ta một chiếc màn hình kích thước 14 inch, cho chúng ta tỷ lệ khung hình là 16:10 thiên về khung hình dọc. Lúc này thì chúng ta hoàn toàn có thể code web, chúng ta có thể duyệt tất cả mọi thứ trên một trang. Nó có thể hiển thị được nhiều thứ hơn. Rất hay, đúng không anh em? Mình rất thích màn hình 16:10 dành cho em công nghệ thông tin, bởi vì lúc này nó sẽ rất là tối ưu cho khả năng hiển thị, cho chúng ta cái khả năng kiểm soát một cái trang code của chúng ta. Đó là những điểm mình cảm thấy rất hài lòng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có được sử dụng một tấm nền IPS ở độ sáng 300 nits. Và đây là một chiếc màn hình có lớp phủ chống lóa. Mọi thứ cho góc nhìn rộng này, độ sáng đủ lớn này và có chống lóa này là đã rất ngon rồi. Tuy nhiên có một cái điểm đó chính là về cái độ phủ màu. Cái điều mà không mấy anh em coder cần, không mấy anh em kỹ thuật cần, thì em nó cũng sẽ chỉ đạt ở mức là 62.5% sRGB mà thôi. Đó là về cái thông số chiếc màn hình này. Và đây là độ phân giải Full HD anh em nhé. Nó quá đủ sắc nét trên một chiếc màn hình 14 inch. Màn hình là một thứ mà khiến cho mình đã cảm thấy rất là ấn tượng rồi. Cái thứ tiếp theo ấn tượng nữa đó chính là về cấu hình. Về cấu hình của nó thì được trang bị cho chúng ta là AMD Ryzen 7 Pro. 7 Pro anh em ạ. Và được sử dụng là con Ryzen 7 Pro 6850U. Đây là một con CPU dòng U đến nhà AMD, nhưng mà nó là ở 6000 series. Cho nên là nó vẫn cho chúng ta một cái hiệu năng rất là bá đạo anh em ạ. Thêm nữa là một cái mức điện năng, một cái mức tiết kiệm điện năng phải nói là rất tối ưu trên combo cấu hình này. Chúng ta có CPU dòng U tiết kiệm điện, chúng ta có tận là 8x16 luồng với xung nhịp turbo có thể lên tới là 4.7GHz. Chúng ta có RAM 16GB LPDDR5 và với một cái lượng băng thông có thể lên tới là 6400MHz. Rất hấp dẫn, đúng rồi anh em, 6400MHz. Và được lắp đặt sẵn là Quad Channel rồi. RAM, LP thì không thể nâng cấp, nhưng mà với 16GB chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và hơn nữa là băng thông cực lớn như thế nữa, không bao giờ phải lo tới hiện tượng tràn RAM hay là bị giật lag mỗi khi mà chúng ta sử dụng đa tác vụ nhiều. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ có SSD là 512GB PC Gen 4X4 và card đồ họa tích hợp AMD Radeon 680M. Đây là một thông số cấu hình phải nói là rất ấn tượng, đúng không anh em? Đặc biệt là dành cho các anh em kiểu coder IT cái thứ ấy thì quá phê. Với combo cấu hình này chúng ta hoàn toàn có thể làm tất cả mọi thứ trên cái chiếc laptop này. Cái điểm mà khiến cho mình thực sự là ấn tượng tiếp theo nữa đó chính là hệ điều hành. Từ trước đến nay mình review laptop mình rất ít khi nhắc tới hệ điều hành, nhưng mà trên phiên bản này, khi mà cái sự kết hợp của em nó trên mọi thứ, mình đang nhắc về trang bị, em nó có đủ hết tất cả mọi thứ để nó match với nhau một cách hợp lý nhất, thì ở đây chúng ta sẽ có là Windows 11 Pro bản quyền anh em ạ. Có sẵn Windows 11 Pro bản quyền, thường trên những mẫu laptop khác chúng ta chỉ có Windows 11 Home thôi đúng không nào? Thì ở đây chúng ta đã có Pro bản quyền. Nó sẽ mở khóa cho chúng ta rất là nhiều những cái tính năng mới, đặc biệt liên quan tới khả năng tối ưu khi mà kết hợp cùng với cả con CPU Ryzen 7 Pro này, cũng như là những cái khả năng tối ưu về bảo mật cấp doanh nghiệp, thì trên đây chúng ta cũng sẽ có đủ của một chiếc ThinkPad anh em nhá. Và nhắc về bảo mật một chút ấy, thì chúng ta lại có cả một chiếc cảm biến vân tay một chạm tích hợp vào nút nguồn, sẽ có đủ cả lẫy cho các cam vật lý ở phía bên trên.
Đó là những thứ mà ThinkFast khiến cho mình cảm thấy rất là yên tâm anh em ạ. Một chút thông tin bổ sung như thế cho anh em. Bây giờ thì mình sẽ đi qua một số những cái thông tin khác mà khiến cho mình cũng cảm thấy rất thích nữa, mà khiến cho anh em coder IT cũng cảm thấy mê mẩn chiếc laptop này. Đó chính là về bàn phím hoặc là trackpad. Bàn phím của ThinkPad thì có lẽ từ trước đến nay chúng ta không cần phải khen nữa. Khen cơ mà khen cả ngày. Bởi vì là sao? Đây gần như là một cái tiêu chuẩn bàn phím cho laptop mà gần như là những hãng laptop khác, những người dùng những hãng laptop khác cảm thấy mơ ước. Những chiếc bàn phím của ThinkPad họ làm quá tốt về cái phần bàn phím. Họ cho chúng ta một cái layout thì miễn chê rồi, đúng nào? Với cái phần keycap thì làm lớn và hơi võng lòng chảo một chút, ôm vào đầu ngón tay khi gõ. Hành trình phím rất là sâu nha. Bấm trên này thì cực kỳ là sướng. Ngoài ra nữa thì em nó cũng tích hợp thêm trong ta cả đèn nền bàn phím. Sẽ có trong ta là hai nấc để có thể điều chỉnh. Ok. Nói chung là về cái phần bàn phím ThinkPad thì mình chưa bao giờ mình phải đặt một cái lời chê nào cho bàn phím ThinkPad cả. Nó quá ngon. Ở giữa thì sẽ có thêm trong ta là một cái phần trackpoint màu đỏ này, để có thể thay thế cho cái phần trackpad ở bên dưới. Tức là bây giờ chúng ta có thể di chuyển cái con trỏ chuột ở trên này. Mỗi khi mà chúng ta không dùng được trackpad, chúng ta có thể dùng ngay cái phần trackpoint này anh em nhé. Những em kỹ thuật cơ khí thứ mà chúng ta thường xuyên phải dùng găng tay mà không dùng được trackpad ấy, thì có thể dùng ngay cái trackpoint này. Nó rất là tiện anh em ạ. Và nếu như mà anh em dùng quen rồi thì thậm chí là dùng nó còn sướng hơn cả trackpad cơ. Còn về trải nghiệm của mình ở phần trackpad này thì phải nói thật là nó cũng đã rất là ấn tượng rồi, khi mà cho chúng ta kích thước lớn được trải rộng sang hai bên cạnh của máy, cũng như là cho chúng ta một cái lớp phủ nó mịn, lướt nó phê hoàn toàn và không hề có một chút dít tay nào cả, mặc dù mình là một người ra rất là nhiều mồ hôi tay. Nhưng mà lướt trên này thì miễn chê luôn, cực kỳ thích. Hai nút click chuột trái và chuột phải cũng như là nút click giữa được để ở phía bên trên của trackpad và được làm lớn, dạng vật lý lớn ở phía bên trên này. Giúp chúng ta có thể kết hợp với phần trackpad nó được tiện dụng nhất, cũng như là trong quá trình mà chúng ta sử dụng và những tác vụ lúc mà anh em làm kỹ thuật ấy, thì anh em sẽ biết cái điều này nó sẽ tiện dụng cỡ nào. Ok. Đó là cái trải nghiệm bên ngoài một chút về thông số cấu hình cho anh em. Và tất tần tật những cái thứ đó trong tầm giá khoảng độ 25 triệu đồng cho một chiếc laptop cực kỳ bền bỉ như thế này, mình đã thấy nó quá là xứng đáng rồi, đúng nào? Nhưng mà chưa hết. Ở đây chúng ta sẽ có là một hệ thống cổng kết nối rất nhiều và đầy đủ. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng mạng LAN. Chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C tích hợp vào đây, sẽ là Power Delivery cũng như là DisplayPort anh em nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cổng HDMI Full Size, một cổng USB Type-A 3.2 Gen 1 tích hợp vào đây sẽ cũng sẽ là sạc Always On luôn. Đây sẽ là cái cổng Always On, tức là khi chiếc laptop chúng ta đang tắt thì cũng có thể sạc qua đây. Và một dạng audio 3.5 combo. Bên cạnh phải sẽ có thêm trong ta là một cổng USB Type-A 3.2 Gen 1 nữa và một khe khóa Kensington. Đó là về cổng kết nối, rất đủ đúng không anh em? Một chiếc laptop mà thiên hướng về doanh nghiệp hay là cho các anh em kỹ thuật thì chúng ta cần phải có đủ hết cả chuẩn mạng LAN ở đây. Nó mới gọi là đạt chuẩn doanh nghiệp anh em ạ. Về kết nối không dây thì ở đây chúng ta sẽ có là Bluetooth 5.2 cũng như là chúng ta sẽ có Wi-Fi 6E. Thì con Wi-Fi 6E này nó lại đến từ Qualcomm anh em ạ. Có vẻ như là chúng ta thường trải nghiệm Wi-Fi của MediaTek, chúng ta thường trải nghiệm Wi-Fi của Intel mà chúng ta quên lãng đi mất rằng là Qualcomm cũng có Wi-Fi 6E. Và qua quá trình mình trải nghiệm thì mình thấy là nó cho chúng ta cái tốc độ kết nối cao này, cũng như là cái đường truyền nó đã khá là ổn định rồi, chứ nó không bị kiểu ngắt kết nối giữa chừng như kiểu là một số dòng cạc đến từ MediaTek. Thì mình thấy là điều này cũng đã rất là ok rồi, có đủ chúng ta cả Wi-Fi 6E. Một chút thông tin nữa về pin cho anh em quan tâm thì nó được sử dụng viên pin 3 cell và 39.38 Wh anh em ạ. Và với dung lượng sạc full có thể lên tới là 40.93 Wh. Nhưng mà với nhà sản xuất thiết kế thì nó sẽ dừng lại ở mức là 39.38 thôi. Thì với 39.38 chúng ta có thể sử dụng trong khoảng bao nhiêu lâu? Với những cái trải nghiệm thực tế của mình, khi mà mình để mức độ sáng mình trung bình và chỉ lướt web thông thường thôi thì em nó có thể trụ trong ta trong khoảng 3-4 tiếng đồng hồ anh em nhé. Tất nhiên là với cái đặc thù công việc của các anh em công nghệ thông tin ấy, thì chúng ta cũng không mấy phải di chuyển quá là nhiều đúng không nào. Đặc biệt là các anh em mà thường phải ngồi cốt một chỗ ấy, thì mình nghĩ rằng là viên pin này cũng có thể chấp nhận được, đúng là anh em kỳ vọng vào một viên pin cao hơn. Nhưng mà để tối ưu trong ta cái trọng lượng thì mình nghĩ là hãng đã buộc phải cắt gọt đi cái điều này anh em nhé. Đây cũng là một cái điểm trừ nhỏ mà chúng ta cần phải nói ra. Và đó là một cái bài trải nghiệm nhanh của mình về chiếc Lenovo ThinkPad T14 Gen 3. Thì biết anh em cảm thấy thế nào về cái chiếc laptop này? Với cá nhân mình thì đấy, mình cảm thấy là tất cả mọi thứ khi mà được gộp lại với nhau trên chiếc laptop này, thật sự là nó rất là pro cho các anh em kỹ thuật hoặc là công nghệ thông tin, coder IT. Thì nếu như mà anh em có bất kỳ cảm nhận gì, hy vọng là anh em sẽ để bình luận ở phía bên dưới bình luận của video này cho mình biết, cũng như là tham khảo với nhau anh em nhé. Đừng quên cho Laptop World một like và một sub, cũng như nhấn vào nút chuông để mở lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.